chân dung kẻ gây thảm sát qua lời kể của anh ruột. Anh ruột nghi ngờ Luận chơi cờ bạc thua nên làm liều. Luận hiện không có người yêu và từng tuyên bố nếu có bạn gái sẽ bỏ cờ bạc. Đề đón. Thảm án 3 người chết ở Bình Dương sáng 25/4. Phóng viên báo Người Lao Động trở lại hiện trường vụ án mạng khiến 3 người chết tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Người dân ở đây đều bàng hoàng khi biết Trần Trọng Luận, 34 tuổi, là nghi phạm sát hại các nạn nhân. Luận sống trong căn nhà cách nhà nạn nhân hơn 100m. Luận ở với mẹ ruột, còn cha đã mất. Trao đổi với tờ vờ của Người Lao Động, anh Trần Trung Hiếu, 39 tuổi cho biết Luận là em út của anh. Anh cho rằng Luận vay tiền thiếu nợ và bị một số đối tượng dí nên làm liều. Anh cũng kể Luận ham mê cờ bạc, để đón. Anh Hiếu kể sáng 20/4, trong khi mọi người phát hiện thảm án thì Luận ngủ. Tới trưa Luận đi lòng vòng. Khoảng 16:30, công an triệu tập Luận lên phường nên anh Hiếu chở Luận lên. Luận bị công an giữ. Đến 9:00 tối công an trở lại khu vực quanh nhà Luận và sau đó tiến hành khám xét nhà. Khoảng 20:00 đêm 20/4, khi con ngủ, anh Hiếu về nhà mẹ ruột của mình để thăm và thấy Luận ngồi ở nhà uống cà phê, hút thuốc, biểu hiện bình thường. Anh Hiếu tâm sự, bây giờ tôi phải nghỉ làm ở nhà để động viên mẹ tôi. Giờ không biết sao nhìn mặt xóm giềng. Mẹ tôi hơn 70 tuổi rồi. Anh Hiếu còn cho biết hiện nay Luận không có người yêu. Anh nói, hồi trước nó có quen một người nhưng bị người ta chặn đường đánh nên không quen nữa. Có lần nó tâm sự với bà già là nếu nó có người yêu thì sẽ không chơi cờ bạc, để đóng gì. Trong khi đó, hàng xóm kể Luận làm việc cho một công ty. Tuy nhiên gần đây nghỉ làm, chiếc xe đang đi lại cũng bán luôn. Một người hàng xóm kể Luận từng bị công an cảnh cáo vì trộm vặt. Hàng xóm cho biết khoảng 0 giờ rạng sáng nay họ vẫn thấy công an khám xét nhà Luận. Công an cho biết từ chiều hôm trước họ đã triệu tập, sàng lọc hàng loạt đối tượng, trong đó có Luận. Nhà nghi phạm đang ở với mẹ ruột. Như đã thông tin sáng nay 25/4, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết 9 giờ hôm nay Công an tỉnh sẽ tổ chức họp báo công bố thông liên quan đến việc bắt được nghi phạm gây ra vụ việc khiến 3 người tử vong tại một ngôi nhà thuộc khu phố Tân 3, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Theo thông tin phóng viên nắm được, nghi phạm bị bắt giữ là Trần Trọng Luận, 34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Luận bị bắt giữ sau 18 giờ tích cực điều tra. Thông tin ban đầu được biết, Luận là hàng xóm của bà Cúc. Hàng ngày, Luận thường qua nhà bà Cúc uống cà phê. Qua cách nói chuyện, Luận tự cảm thấy chị Nhi, con gái bà Cúc, coi thường mình nên ôm hận. Ngày 23 tháng 4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến chị Nhi nên đến nhà gây ra thảm án. Khoảng 0 giờ ngày 24 tháng 4, Luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm 03 con dao, một cây mã tấu rồi cậy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Lúc này, bà Cúc thức dậy, thấy vậy Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại chị Nhi và cháu Ngân. Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100m rồi quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết. Qua thu thập chứng cứ, xác minh đối tượng, cơ quan điều tra mời Luận lên làm việc. Qua làm việc, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 24 tháng 4 tại khu phố Tân 3, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Các nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc, 54 tuổi, con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi, và cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo Ngân, 8 tuổi. Theo thông tin từ phía cơ quan công an, khoảng gần 7 giờ ngày 24 tháng 5, khi Trần Thị Minh Phương đi làm về thì qua nhà bà ngoại, bà Cúc, đón con gái thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài, gọi mãi không thấy động tĩnh gì. Khi nhìn qua cánh cửa thì phát hiện người con gái nằm bất động trên vũng máu. Chị hoàng hồn chạy qua nhờ người thân và hàng xóm phá cửa bên hông nhà để vào xem thì phát hiện 3 người đã chết.